nào chơi tông một đen mấy. Ủa, à, anh Long. Tính giờ nói. Ừ không? Dạ, cảm ơn anh ạ. Kính chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Về ẩm thực đường phố, hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ là 5-2 Trường Chinh nha cô chú, phường 13 quận Tân Bình. Hôm nay đến vừa sầu riêng, hiếu sầu riêng. Okay, yeah.
78 anh. Rồi thử không chị? Thử không chị? Thấy muối à? Dạ. Già quá anh. Già quá. Dạ. Lại chúa tôi. Chắc bị khổ quá. Chắc nó nữa quá. Ừ, nữa. Lên. Rồi ok anh ơi. Chắc chỉnh rồi. À, không là ông bỏ nhậu rồi mà. Cầm dưỡng 278. Chúng cái này đẹp trai quá mày. Mới đầu tư 2 cái áo 50 ngàn. Mới đầu tư 2 cái áo 50 ngàn. Trời ơi, thấy không? Đầu tư hình ảnh quá trời là hình ảnh luôn. Dũng mới đầu tư cái áo, 2 cái áo 50 ngàn nha cô chú. Đó là một cái 50 ngàn nữa. Là 2 cái 100. Mua đâu mà rẻ vậy? Cái chỗ con Hà nè anh. Cái chỗ con Hà đó. À. Chắc chỉnh rồi. À, không là ông bỏ nhậu rồi mà. Cầm nhớ 278. Nóng quá thì thử nhớ nóng luôn. Đúng khách biết. Ờ, lỏng quá. Khách biết lửa tái ngon kìa ta.
là ra chùa Thái. Thái nó hát qua 7, qua người ta đi qua chả quả nào. Có anh, có mấy tái, có mấy tái xèn xèn vô thôi chứ. Ờ, bên qua bên trái nó ít thôi đúng không? Dạ đúng. Dạ. Wow, ít thôi đúng không? Mình giống rồi, đẹp quá, quay lại lộ quá chuẩn bị, quá đẹp. Khách biết và nhận biết à. Không, nhưng mà hôm qua ít đúng không? Đúng, 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 chọc tóc mình. Đúng rồi. Thì... Đây bảo là đâu có nhiều đâu. Đây chưa? Đây mình cũng vào à. Màu quá, màu quá. Rồi, ok dù. Ta đây, đứng chụp gần này. Rồi, ok. Cái chuẩn bị ngon quá chẳng được. Nhưng mà tôi thấy tuần trước là không bán được nhiều hơn. Tôi định mua nữa, cách 2 hôm đấy. Tuần cái tuần mà đây mua ấy. Tuần này bán được nhiều hơn. Đó ngay lễ mà. Ừ, ngay lễ mà. Nhưng mà lòng quá người ta ít ăn cơm nữa. Không lễ dài qua nhà quá. Nói chung là ta nhìn quên đó. Nói chung là chung là lòng quá nữa. Dạ đúng rồi, nói chung ảnh hưởng cũng ảnh hưởng chút chút đó đúng không anh? Ồ, quá lòng của ai mà anh. Dạ. Lễ để tiền đi du lịch chứ anh sầu riêng hết là lấy tiền ra đi du lịch. Du lịch mà lóng quá người ta là bán được lắm rồi. Đúng không Dũng? Đừng kể gì là hồi ức lễ 30/4 một năm nha cô chú. Trời nấu rồi, sầu riêng nó nóng nữa, đúng rồi bắt mẹ. Bắt mẹ muốn luôn nè anh. Anh hàng xóm, khách VIP. Thường là ông mua làm cái tiệu không á chứ. À dạ hả? Bữa nay mua có 900 đấy đúng không? Cái này hôm ngày nó cũng lâu lâu mới thấy ông ra. Thằng lỗ trận tần lễ là ông ra là ba con số 2 luôn. Ba con số 2 luôn, hay quá. 222 ngàn. Để có lấy hộp một cái ra, 150 hộp. Nói chung là hàng nhất thì cũng phải 2 cái mấy á cô, cho ông nhỏ hơn được. Đây đóng hộp à, đóng hộp. Đúng không? Ba trái là Phụng? Dạ, ba trái à. À, đóng cho khách là đẹp online hả? Dạ. Có thôi không anh? Khách đẹp online ba trái nè. Thôi. Có khui không? Khui hả? Trời ơi, mừng quá trời đi. Có khui. Khách đẹp online nhiều cô chú. Rồi sao cô quyết định đi để con ăn, nhưng mà cái nhỏ ăn hết ăn là cái trái này già con có kia. Cái trái này có tí mấy à? Là nó nhỏ lắm rồi đó. Dạ, chắc 3 kg. Dạ đúng rồi. 1.220.000. Sao? Thôi ba trái sầu riêng. Thôi mà không nói tiếng nữa, mai mốt anh đừng quay em nữa nha. Trời anh ơi. Anh làm sao làm, đặt tiêu đề nó quay. Dũng rung tay khi cui ba trái sầu riêng ship cho khách online. Cô chú đếm được cứ gọi điện cho Hiếu sầu riêng. Ủa anh Phụng có bỏ mặt đen không anh? Đã bỏ mặt ra đó rồi. Ok không? Trời ơi, ok quá trời, ok luôn. Lấy cái là lấy cái nhỏ thôi. Một cái. Dạ. À, tách ra hay quá không cô? Còn cách nói là sao tách ra hai dữ vậy? Hên nữa rồi. Rồi. Đường quá xinh xác luôn. Tái đó hả? Chị sáu con. Dạ, một tái đó con. Tái còn muối rồi nữa nè. Đây giá sầu riêng như thế nào đúng không? Dạ. Hàng nhất 130 anh, hàng nhì thì 101. Hàng nhì 101 rồi, 101 rồi. Dạ. Để là sầu riêng tăng ngày tăng giá hả? Dạ. Nó nhảy lăng tăng như hết á. Năm ngoái ăn là bao nhiêu? Lăng dạ. Năm ngoái là 90 không? Gần tới 90 rồi cô. Dạ. Khoảng nửa tháng nữa. Cô 197 ngày được không?
101 nghe cô chú. Anh tới sầu riêng nghèo luôn. Anh tới sầu riêng nghèo luôn hả? Đi làm công ngày có 300 mà. Dạ. Nấu ăn ngày có 300 mồ hôi mà. Lâu 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 mình ăn mà làm gì nghèo cô? Nghèo. Gì? Dạ, nghèo ta nghèo tiền tỷ chứ ai nghèo mấy trăm nghèo. Dạ. Mấy trăm ngàn gom lại mới thành tiền tỷ. Dạ lâu lâu mình ăn sống rồi có tiền có thành tài đó. À. Sống mà gom tiền nữa không xài cũng có, cũng là như người không có tiền chứ gì đó mà. Không được á. Nó không được cho nó nghe hôi là mình phải đi đó. Dạ. Phải nói cho mình ăn tới cái gì cho con muối nữa đâu ăn không hết con đem về cho bị chửi chơi nè. Trời ơi Dũng chơi. Một cái răng mà Dũng như ông cùng đó. Dạ, nó cho con muối nữa cho ăn không hết thì về bị chửi chơi vậy đó. Có người hợp á là nghe mùi còn người chịu không nổi. Dạ đúng rồi. Người chịu không nổi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Có người nghe mùi là chịu không nổi bỏ chạy đó. Nhà của cô không ai ăn mình cô ăn sầu riêng à. Không giống đem về nhà luôn. Bán không được của lạ. Khách VIP tới rồi anh Phụng. Dũng hả? Dạ. Tên cả chục cây nữa mà. Dạ. Trái 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 con. Như nền tảng mạng xã hội nào cũng đang hết á. Còn quá hả? Dạ quá. Hai trái hai hộp coi clip này mà có mồi nào bán bén nó biến tre lên chuột cống nhung rồi đó lên nhậu nha. Xôi ông chủ này tu cho con gì không cũng đem hết tên chán. Đem đặc sản biến tre rồi lên rung tay
địa chỉ là 592 Trường Chinh nha cô chú, phường 13 quận Tân Bình. Đó, Hiếu sầu riêng kia nè cô chú. Đó, địa chỉ nè. Số điện thoại đặt hàng nữa cô chú anh chị. Đó là số điện thoại đặt hàng á. Ba nhiều thầu viên. Sao có gì nói lớn lớn nên có thắc mắc gì đó tôi trả lời cho anh thích sao đấy, có thắc mắc chưa trả lời cho thử đi anh bự không hạt lép 80% có bự có nhỏ ok không. Ở thấy cái vỏ sầu riêng á có người két chiên ăn luôn á nha, chiên bột ăn luôn á. Vỏ đấy hơi dày nha. Nấu canh nữa anh. Đó, dưới 6 nó không dày đâu em. Nấu canh hả? Dạ. Bữa có cái bà kia bà cạo cái này ra bà, nó hầm xương á, mà em không biết bà nói thật hay nói giả nha, bà xin một bọc luôn á. Dạ hả? Dạ. Chuẩn bị khui cho anh đây.
bên đây. Đất liền. Rất bắt đầu. Trời ơi, Dũng mò tay vô là sao, đẹp dữ ta. Bởi vậy em mới lỡ tay ăn hàng của em. Ngon tuyệt vời luôn. Ủa rồi. Để chạy luôn anh. Để chạy luôn à. Ba lạng à. Rồi, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Dạ, để em chia sẻ nhiều video mới cho cô chú anh chị.